tao kiếm được con số giúp bà kia trúng đề lớn lắm. Bà ảnh có 1 triệu à, mà bà ăn tới 70 triệu luôn. Mọi người trong chung cư ai cũng tin tưởng tao hết. Giờ không còn ai tin tao nữa. Nhưng tao á thì vẫn tin mình. Cái nghề của tao là vậy á, mày thắng á thì được tung hô, còn mà thua thì bị đánh, đó là chuyện bình thường à. Cô hãy chuẩn bị được tiền trả cho anh á, thì anh tặng cho cô 1 búa. Không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại. Đạp theo chân không phân vân, vẫn trên sân. Tao đang chạy như tên bay, áo tao ướt mồ hôi. Trời có tối hay là bão, tao vẫn chạy vậy thôi. Đơn giản, bởi vì tao không có đường nào để lùi. Tao kiếm được ba má mày rồi. Lát tao đưa số điện thoại cho. Không phải chứ vui không? Vui. Mà vui là hạnh phúc, mà hạnh phúc là 41 đó. À, vậy hả?